Huấn luyện viên đối thủ thừa nhận Ronaldo cay cú nên bị thẻ đỏ. Tình huống thúc cùi chỏ cầu thủ đối phương đã khiến Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ trong trận gặp Al Hilal tại siêu cúp Saudi Ả Rập. Chia sẻ về hành động này của ngôi sao lớn nhất giải đấu, huấn luyện viên Jorge Jesus của Al Hilal cho biết Ronaldo là một trong những cầu thủ quan trọng nhất thế giới, là tấm gương cho nhiều người. Nhưng anh ấy không quen với thất bại trong sự nghiệp, bởi vậy anh ấy đã mất bình tĩnh khi thua, không kiểm soát được cảm xúc và tinh thần, đó là điều bình thường. Thật không dễ đối đầu với Coulibaly và Al-Bulayhi, họ là những trung vệ hay nhất tại giải Ả Rập Xê Út. Tôi sẽ không đánh giá thấp Ronaldo, anh ấy vẫn rất mạnh mẽ và là cầu thủ hàng đầu. Ronaldo là một hình mẫu. Trong khi đó, huấn luyện viên của Anas Luis Castro lên tiếng bênh vực CR7, thật khó để nói về tấm thẻ đỏ, tôi nghĩ VAR nên can thiệp. Chúng tôi đã xem một vài video ở mùa giải này, khi Ronaldo bị khiêu khích nhưng anh ấy không làm bất cứ điều gì để bị chốt quyền thi đấu. Al-Bulayhi đã giả vờ. Có rất ít sự tiếp xúc giữa Ronaldo với hậu vệ đối phương. Lẽ ra VAR nên hỗ trợ trọng tài xem lại tình huống. Thất bại trước Al Hilal là đón giáng nặng với CR7 và Anas khi đã kém đối phương 12 điểm trong tình cảnh mùa giải chỉ còn 7 trận. Ngoài ra, câu lạc bộ đã bị loại khỏi cúp quốc gia và cúp C1 châu Á, khiến viễn cảnh trắng tay mùa giải này là rất lớn.